Giới chức Mỹ vào hôm 7 tháng 6 cũng đã đưa ra cảnh báo nguy cơ sẽ có thêm nhiều vụ xả súng trong thời gian tới. Trước tình hình này, thì bang New York cũng đã quyết định nâng độ tuổi được phép mua súng trường bán từ bán tự động từ 18 đến 21 tuổi. Trong khi đó, thì lưỡng viện Quốc hội Mỹ cũng đã bắt đầu vào cuộc để có thể siết chặt việc kiểm soát súng đạn nhằm ngăn chặn những thảm kịch thương tâm có thể xảy ra. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết nguy cơ bạo lực súng đạn hiện đang ở mức cao và có liên quan tới các sự kiện chính trị xã hội lớn của nước Mỹ. Theo cảnh báo này, những nơi tụ tập công cộng, các nhà thờ hay giáo đường, nơi có nhiều nhóm dân cư thiểu số thường là mục tiêu mà các hung thủ xả súng hay nhắm tới. Bộ An ninh Nội địa Mỹ nhận định các vụ tấn công gần đây cho thấy đều được tiến hành bởi các tay súng đơn lẻ và điều này là một thách thức lớn đối với các nhà chức trách khi muốn bảo vệ các đối tượng bị đặt vào tầm ngắm mà ít có khả năng tự vệ như trẻ em, học sinh. Các cơ quan an ninh của Mỹ cũng đã phát hiện nhiều diễn đàn trực tuyến kín thường xuyên đăng tải các nội dung bạo lực cực đoan cũng như các nội dung liên quan tới thuyết âm mưu cổ suý cho các vụ xả súng tại trường học. Nhà chức trách Mỹ cũng cảnh báo các nhóm khủng bố cực đoan ngoài nước có thể sẽ gây ra các vụ bạo lực đẫm máu nhằm quét sâu thêm chia rẽ bất đồng sẵn có trong xã hội Mỹ.